Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Amanda xin dành một ít thời gian để nói về Nhị Ca Phong. Bởi vì Nhị Ca Phong cũng là một trong những vị thần rất linh hiển, rất mạnh và cũng rất đặc biệt tại Thái Lan. Và cũng đã có rất là nhiều người dân tin tưởng và thờ phụng ông. Nhất là những bạn nào mà thích những cái trò đỏ đen, cá độ, cờ bạc, số đề thì lại càng hiểu rằng Nhị Ca Phong là thế nào. Thế nhưng rất là nhiều người trong chúng ta hiểu lầm là Nhị Ca Phong là một vị thần từ Trung Quốc qua. Từ Trung Quốc đã xuất phát từ Trung Quốc. Thực ra thì Nhị Ca Phong có nguồn gốc là được sinh ra tại Trung Quốc. Bởi vì cha của ông là người Trung Quốc, ông được sinh vào ngày 5 tháng 3 năm 1937 với cái tên khai sinh là Trịnh Nghĩa Phong, hay là còn được gọi là Trịnh Chí Dũng hoặc Nhị Ca Phong. Thì ông sau khi mà mẹ ông, cha của ông đã là một nông dân bỏ trốn khỏi Trung Quốc trong cái chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất và đã qua đời khi trên đường đến Thái Lan. Thì mẹ ông sau đó tái hôn và ông đã chuyển đến Thái Lan định cư ở tại Bangkok. Trong khi mà ông làm việc cho trùm cờ bạc Lù Kế Tân thì ông đã gia nhập Hội Kính Thiên Địa Hội và hoạt động tại phố Người Hoa với cái tên gọi là Nhị Ca Phong hay còn gọi là Anh Hai Phong. Vì vậy cho nên ông từ từ trở thành người có quyền lực cao thứ hai của tổ chức này. Và sau đó ông cũng chính là người khai sinh ra những cái sòng bạc tại Thái Lan. Và nhờ những cái sòng bạc đó thì Thái Lan đã vực dậy cái nền kinh tế của mình và trở nên rất là phát triển. Vì cái sự cống hiến cũng như cái sự thành công của ông mà ông sau khi ông mất thì chính phủ Thái Lan đã cho lập cái điện thờ của ông, và người dân Thái Lan không chỉ thờ phụng ông như là một người có công với đất nước mà còn là một vị thần rất là mạnh độ về tài lộc may mắn. Thì hàng năm người dân Thái Lan sẽ dành riêng một ngày để cúng kiến ông, để cầu nguyện cho mình và gia đình gặp được nhiều may mắn. Mọi người dân hay sử dụng cái ngày là ngày 8 tháng 8 âm lịch, bởi vì ngày đó là cái ngày giỗ của ông, và họ sẽ đến điện thờ của ông cầu nguyện và cúng kiến, cũng như là mong đợi ông sẽ giúp đỡ cho họ có nhiều sự may mắn. Thì sau đó cũng có rất là nhiều người đã đạt được những cái việc mà may mắn về trúng số, hoặc là may mắn về công việc, hay là may mắn về đánh bạc. Vì vậy cho nên càng ngày thì các tính mà nghiện về những cái trò đỏ đen thì họ lại càng cảm thấy tin tưởng vào cái sự linh thiêng của Nhị Ca Phong đối với cái việc giúp đỡ cho họ thắng những cái trò đỏ đen. Amanda không có đề nghị và cũng không có yêu cầu, cũng không có thuyết phục mọi người hãy sử dụng cái việc tham gia đỏ đen để mà kiếm sống hay là để làm giàu. Nhưng mà bởi vì thật sự thì Nhị Ca Phong là một vị thần cờ bạc và linh hiển, có thể giúp những người nào mà trì chú thờ cúng ông một cái cách nghiêm túc và thành tâm, kính trọng cũng như thành tâm thờ phụng thì sẽ được ông ban lộc. Vì vậy cho nên mọi người mà có cái máu cờ bạc á, thì họ hay tìm đến Nhị Ca Phong để cầu nguyện và nhờ giúp đỡ. Thờ cúng Nhị Ca Phong thì không có quá khó khăn. Nhị Ca Phong thì thích ăn những món như là cơm giò heo, hay há cạo hấp, hay là uống trà hoa cúc. Ông không phải là con người sống quá là cầu kỳ, nhưng nếu như bạn thờ cúng Nhị Ca Phong thì những gì bạn hứa sau khi mà bạn đạt được cái điều bạn muốn thì bạn nên nhớ bạn cần phải thực hiện, vì nếu không thì Ngài sẽ không cho lộc bạn một lần thứ hai đâu bạn.
Và đây là một cái combo của Nhị Cao Phong. Bởi vì nếu như mà bạn không thể đến được Thái Lan để cầu nguyện, và bạn cũng không có chỗ để đặt cái tượng thờ Nhị Cao Phong, thì có lẽ là đây là một cái combo tốt để bạn có thể mang theo người mọi lúc mọi nơi. Thì đây là một cái amulet Nhị Cao Phong được thực hiện và đã trì chú. Thì trong đây có dầu kéo tài lộc, cũng như những cái viên xuất sắc và những cái bảng đính tiền. Thì đây là một cái hợp thể giúp cho bạn có thể triệu được Nhị Cao Phong đến và giúp đỡ bạn nếu mà bạn thành tâm. Và đây là chai dầu Nhị Cao Phong, là chai dầu may mắn tài lộc dành riêng cho những ai thích những trò đỏ đen như là đánh bài trường. Amanda không rõ là cái này thì mấy bạn chơi các những trò đỏ đen trên máy tính thì nó có hiệu quả không, thì cái này thì Amanda không có dám chắc chắn. Nhưng mà nếu mà mấy bạn chơi những cái trò đỏ đen mà trực tiếp sử dụng tay của mình như đánh bài hay mà chuyện gì đó đó, thì mấy bạn có thể thoa cái dòng này lên tay ha. Sau đó rồi mấy bạn cầu nguyện Nhị Cao Phong. Thì hướng dẫn sử dụng chai dầu này như thế nào và cầu chủ ra sao thì Amanda sẽ có cái clip hướng dẫn riêng cho bạn nếu mà bạn thỉnh vật thỉnh này. Thì vì vậy cho nên cái vật thỉnh này là mấy bạn cần phải thoa trực tiếp vào tay. Nhưng mà có một cái điều lưu ý như vậy là nếu mà bạn thắng rồi thì bạn nên dừng lại chứ bạn đừng có chơi tiếp. Tại vì không có một cái đảm bảo nào chắc chắn rằng sau khi bạn thắng, bạn chơi suốt thì bạn sẽ luôn thắng đâu ạ. Nghĩa rằng có một cái lời khuyên như thế này rằng khi bạn thắng rồi thì bạn hãy dừng lại để bảo toàn cái số tiền của mình. Và bạn nào có nhu cầu muốn thỉnh Nhị Cao Phong combo này thì vui lòng liên hệ Amanda để được hướng dẫn và cũng như để được tư vấn kỹ hơn ạ. Chân thành cảm ơn.